Nó mới ra bởi vì ai nói đó một cái phong trào mà bây giờ hả muốn làm gì được thằng con trai đó đâu thuốc đâu rồi đốt luôn đi mày chờ chút với tao chụp hình nữa nha. Rồi đốt đi em có mưa đó rồi má. Chuẩn bị đốt đi, rồi đốt đi. Rồi chào mừng 2024.